Thôi, bạn kem. Ui. Con này mình nhìn thấy mà. Leo Leo, bạn bị vừa bị vỡ cái gì ý? Ui, cái đấy để mình úp con cua này đấy. À, nhưng mà tớ có cái này là tớ úp được rồi. Một con cua đẹp lắm. Con cua này của tớ. Không, của mình. Ê, con này của mình. Ê, của tớ. Của mình chứ. Ê, ui. Con gì đấy? Ui, rồi. Con cua khủng long kìa, to lắm. Đau hết cả mông. Nhờ nó húp bạn đấy. Con này nó định chiếm lấy cái giỏ cua này này. Mình phê cái giỏ cua, mình chạy đi. Mình không thể đâu, mình đã nó đi, không có đuổi nó húp đấy. Đi. Ui, nó húp, mà con cua lộ ra rồi. Ôi, mày bắt cua được em ơi. Ra đây mà xem này, đất này. Này, nó có khủng long ra sừng, nó đang đuổi theo một con cá kìa. Ui, nó bắt trượt con cá rồi, con cá khôn lắm, nó quay lại này. Ôi, con cá đi bằng thuyền, thế là khủng long không biết đấy lắm nè. Ui, con cá nó chạy theo con cua đi đâu kìa. Wow, để mình bắt thế nào. Đây này, con cá màu hồng các bạn ơi. Nó đang kéo một con cua, đi đấy. Này, nó ra lướt đấy các bạn ạ. Ui, con này á, hình như nó bị gãy càng ấy, nó không đi được các bạn ơi. Càng nó tao thấy vẫn bình thường mà. Thế chắc nó bị ốm rồi. Đúng rồi, cua này chắc bị ốm rồi, để mình xem thế nào. Đấy này, có phải con khủng long của nó hút bạn không? Không phải đâu, con này nó có sừng. Con về đấy làm gì có sừng đâu. Ừ nhá, con này á, không phải có một cái sừng đâu. Mà có 1, 2, 3 cái sừng liền bạn ơi. Đúng rồi, khủng long 3 sừng bạn vừa bảo đấy, nhưng mà không phải. Ừ. Ở đấy là con khủng long bạo chúa đấy. Thế tớ nhầm rồi các bạn ạ. Ui kèm ơi, ra đây mình xem này. Đằng kia, có một con khủng long vừa đấy. Nó đang cắn con bò kìa. Thế thì khủng long ăn bò đấy bạn ơi. Đấy bạn ơi, nhưng mà con khủng long to này làm sao tớ dám ra. Không ăn con bò nó làm gì ý? Nó cắn mà con bò bé tẹo rồi kìa. Ôi con bò này bị con khủng long nó cắn, nó hoảng hốt nó chạy này. Ui mình bắt được rồi này. Ôi, thôi. Có quan ở trong này không bạn? Con quan, may quá, đây này. Ai... Ui, nó cắn đây này, chảy máu ra rồi. Cái răng con khủng long sắc thật đấy các bạn ơi. Này một bên này 3 vết, còn bên này 2 vết liền này. Chú bò hoảng loạn rồi, mình đấy, cho nó vào chuồng. Đấy, bạn cho vào đấy đi bạn ơi. Wow, một con bò to chưa? Màu vàng đấy các bạn ạ. Tớ thấy, à trong ngõ nhà cậu ấy, có một con chó, nhìn đáng sợ lắm. Tớ không dám chạy vào đấy đâu. Ừ nhờ, sao lại có con chó mà nó lại đứng bằng hai chân như này này. Ui, trông lạ lắm. Bạn cứ để cho mình ra mình sẽ đuổi nó đi. Ôi, con chó này, nó bị lạc cái sao các bạn ơi. Nhìn nó ghê lắm, như chó quái vật đi. Để mình thử trêu nó nào. Ui, nó không bảo sao này. Mà, những cái móng vuốt của nó dài nhờ. Cẩn thận đấy, nó cắt đổ quả bóng chơi của bạn đấy. Ui ôi. Thấy chưa, nó làm nổ rồi. Ui, chạy đi bạn ơi. Ôi, chết rồi. Chạy đi. Đấy, cao mặt mình rồi. Ui, đau tay. Sao đấy bạn ông? Ui, kem ơi, mình bị nó cao mặt rồi, sao ý? Ui, để mà ra tôi xem nào. Phải không? Không xong rồi, bạn bị chảy máu rồi. Đâu, xem nào. Đấy, hai vết liền cào của con quái vật chó xoáy rồi bạn ạ. Ui, thế mình về mình dán bằng gâu đây thôi. Tôi thấy có cái gì ở trên cây này cao lắm bạn ơi. Đâu? Đây này. Ui, có một con nó bò cao thế. Chắc nó sợ con chó xoáy quá lên nè. Nó trèo đến đây đấy bạn ạ. Bây giờ chúng mình lấy nó xuống đi. Đây này, mình bắt được rồi nhá. Ơ, con gì mà lạ thế? Nó lại có hoa văn ở trên người này. Ui, màu sắc sặc sỡ lắm các bạn ơi. Màu cam này, màu xanh, màu tím. Wow, một con ốc sên màu sắc các bạn ơi. Chỗ này mình phát hiện ra một con thế này. Đâu hả bạn? Đây. Nó đang bò cái đuôi con gì? Ui, cái này bạn biết là cái gì không? Đây là một cây súng đấy, màu xanh lá cây này. Có một con giống con vừa xong chưa? Đấy đấy, nó bám vào cái đuôi này. Ấy, cũng một con ốc sên màu sắc nó chạy ra đây. Hình như nó đang lôi một con gì ở trong này ra ấy. Rắn rắn. Ui, con rắn màu xanh to chưa? Cũng màu xanh lá cây này các bạn này. Thì ra con rắn nó trốn vào trong cái súng này, nó từ nhà của nó vì màu xanh giống nó đấy các bạn ạ. May quá, mình sẽ lấy cái súng này để mình tiêu diệt cái con khủng long bạo chúa với này cái con chó sói kia nhá. Để mình thử bắn xem nào. Bạn xem có đạn không? Ui, nó bắn lại người đấy. Đây, đạn gó này. Ô, nhưng mà cái đạn này nhẹ nhờ. Đây là một cái đạn xốp các bạn ạ. Từ đây bạn ông ơi, con rắn nó còn đang trườn xuống dưới cái nước này này. Mà mình thấy là nước này có các con vật màu sắc nữa này. Con này xuống đây đi ăn cá này. Thế con nó lại đứng im hết thế này nhờ. Lạ chưa? Chiu. Hay là già đang là già ngủ của nó. Để mình bắt vào nhá. Mình cho vào cái xô đi. Đây, một chú này. Ôi, con cá, ba đuôi các bạn ạ. Một con rồi này. Hai con này. Ui, con đấy cũng bằng con kia các bạn ơi. Hai con cá ba đuôi giống nhau. Hình như con này to hơn hai con kia các bạn ơi. Wow, chú này to hơn một chút các bạn ơi. Đấy, được ba chú vào xô rồi. Còn cái con gì này, nó có râu này. Đấy. Wow, một con, hai con này. Đuôi này màu cam cam này. Đấy là con cá cà đấy bà đốc ạ. Này, một con rồi. Con hai nữa này luôn. Ui, hai con ở chỗ nước này này. Các bạn ơi, vậy là mình bắt được 5 con cá liền. Tớ thấy con chó sói nó đang đứng ở đây rồi này. Mình sẽ đi sau nó để mình bắn nhá.
Ui, sát luôn. Kia, đằng kia. Đấy có cục lăng đấy. Cẩn thận đấy mày nó ơi. Tớ thấy. Ui, con khủng long. Kia. Ui, khủng long. Khủng long. Ừ, nó cắn kiểu gì mà con này á, còn hai cái bàn tay với cái đầu nữa này. Ui, trong mồm con có sói kìa, kinh chưa bạn ơi. Đấy này, nó còn đang ngang con gì kia ở trong ấy. Con cua màu xanh này. Ui, nó có hai cái răng nanh sắc lắm. Răng nanh của nó sắc chưa, nó cắn con cua có ra được không? Con cua ra được bạn ơi, nó đã ra tới nơi rồi đây này. Đấy, wow, ui, nó đã chui vào. Ui, con này lạ nhờ. Nó tưởng nhà của nó đấy. Ui, nó chui sâu vào trong này này. Có khi có một đàn cua ở trong ấy bạn ạ. Ừ. Ôi. Thôi rồi, chui vào trong rồi. Ừ nhờ. Để mình nhấc lên xem nào. Ôi, một đàn luôn. Ôi, một đàn luôn này, các bạn ơi. Nhiều lắm. 1, 2, 3, 4. Một con chạy ra tận đằng kia rồi kìa. Đây này, đây này, đây này. Một con này, cho nó vào đây luôn. Wow, con này ra tận đây này, to chưa các bạn ơi. Đấy. Ôi, hai con rồi. Ôi, con nữa này. Ba con. Kìa kìa, nó chạy ra đằng đây rồi. Wow. Chặn đầu nó nha. Đấy, cho nó vào đi bạn ơi. Còn con nữa này, bé lắm. Ui, một chậu cua rồi này các bạn này. Bà thấy cái, những cái móng vuốt này của nó sắc không? Dèo ơi, đúng là móng vuốt của chó xoáy. Cái gì đây? Có cái hạt tròn tròn gì này? Ui, có khi cua ở trong đây đấy. Đây này, có cả tay. Màu trắng nữa này. Thử lôi ra sao nào? Ui, bạn thử lôi ra xem. Ui, có cái gì phát sáng ở trong đấy. Ui, cái gì bạn ơi? Ui, một cái rọ cua. Trông nó lạ lắm. À, các bạn ơi, vậy là đây là một con thỏ ngọc đấy. Vừa xong nào viên ngọc rơi ra. Chúng mình nắp viên ngọc vào đi. Đấy, viên ngọc của nó này các bạn này. Nó có cái lỗ ở đây này, mình xuôn qua là được đấy. Ui, đấy bạn ơi, sau đó chúng mình cho vào đây này. Lạ nhờ. Có cái này trông quen quen này bạn nhờ. Giống như kiểu cái đèn lồng thỏ ngọc ấy. Mà đúng. Con gì nó cầm lại chui vào trong cái tay con chó xoáy được nhờ. Đúng là cái đèn lồng rồi. Có con gì không bạn? Cứng cứng bạn ơi. Thế chắc có con vật ở đây trong này, rồi. Chân này, chân này. À, có cái chân rồi kìa. Ui, con này cũng màu trắng. Ui, một con gà con. Chắc là gà con đi chơi trung thu đây. Nên là chó xoáy ăn thịt đấy các bạn ạ. Đúng rồi đấy. Gà con cầm cái đèn thỏ ngọc màu trắng luôn này các bạn này. Đáng yêu chưa? Ôi, thế nào mà con khủng long nó lại kêu tiếng như thế này nhờ? Con gà nó đang ở trong mồm con khủng long đấy bạn ơi. Đâu, để mình xem nào. Đấy, có thấy cái mồm nó không? Làm gì có cái gì? Đây này, nó là tận sâu ở trong mồm ý các bạn ơi. À đây, nó nuốt vào rồi. Đấy, nó nuốt vào trong rồi. Bây giờ chúng mình phải cậy nôi con gà ra thôi.